B. Phạm vi tưởng ấm Kinh văn Thí như hữu nhân, thục mị nghệ ngôn, thị nhân tuy tắc, vô biệt sở chi, kỳ ngôn dĩ thành, âm vận luân thứ, linh bất mị giả, hàm ngộ kỳ ngữ, thường tác danh vi, tưởng ấm khu vũ. Việt dịch như người ngủ say nói mớ, tuy người ấy không biết mình nói gì, nhưng lời nói kia vẫn có âm vận mạch lạc rõ ràng khiến những người thức đều biết rõ đó là phạm vi của tưởng ấm. Giảng, dạ, như người ngủ say nói mớ, đây là một sự so sánh, phạm vi của tưởng ấm tương tự như người nói mớ trong khi mê ngủ. Khi ngủ mê, anh ta bắt đầu nói những gì anh ta muốn nói, tuy người ấy không biết mình nói gì, nhưng lời nói kia vẫn có âm vận và mạch lạc rõ ràng. Dù hành giả không biết mình nói gì trong khi ngủ mê, nhưng những gì anh ta nói đều mạch lạc trôi chảy theo một trình tự hợp lý. Có ý nghĩa rõ ràng, nhưng anh ta không hề biết mình đã nói những gì, nhưng những người thức đều biết rõ. Thí dụ như người ấy nói, hôm nay tôi muốn ăn đậu phụ nên tôi đi ra tiệm mua 10 tấm, trở về nhà, tôi hấp bánh lên rồi ăn anh ta không hề biết mình đã nói những gì nhưng những người khác đang thức đều biết rất rõ ồ hôm nay anh ta ăn đậu phụ tại sao anh ta lại nói những điều như thế vì anh ta chưa quên những gì anh ta đã ăn anh ta vẫn còn nhớ chuyện ăn nên anh ta còn nhắc nhở chuyện ấy ngay trong giấc mơ đây là phạm vi của tưởng ấm đó là điều tương tự như lãnh vực của tưởng ấm nhưng quý vị đừng tưởng điều này đơn giản như thế mà cho rằng tưởng ấm chỉ là như nói sảng mớ trong khi ngủ mê thật là sai lầm khi suy diễn như vậy đây chỉ là một sự so sánh tương tự